Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hồi đó mình có một cái cây sứ hạt này các bạn. Đó, mình làm rễ nó từ bé. Rồi mình cũng đã sửa rễ cho nó rồi, mình chừa năm cái rễ mà năm cái rễ nó ra đẹp ghê các bạn ạ. Đó, nhưng mà bây giờ hôm nay nó bị thối. Thì đó, nó thối hết hai nhánh rễ. Đó, cái cây nó có năm nhánh rễ mà thối hết hai nhánh rễ thì còn gì là cái cây nữa các bạn. Mình phát hiện kịp thời, bây giờ mình mới lôi nó ra để mình cắt bỏ cái rễ kia đi để mình coi coi có cứu được nó không nè các bạn. Thì đó, bây giờ là đó, bây giờ thì mình sẽ cắt hai cái nhánh rễ đó đi để coi coi có cứu được nó không. Thì nhưng mà nó ăn cũng vừa mới sát vô cái thân rồi các bạn, nó vừa mới sát vô cái thân cây thôi đó, cho nên là mình bây giờ mình cắt nó đi để mình xử lý nó để mình trồng lại cho nó nè các bạn. Nó ăn vô sát vô cái thân luôn rồi các bạn ạ, một nhánh. Đó, nó bị hai cái rồi, đây cái nữa nè các bạn. Cái này mà may mà phát hiện kịp thời các bạn, nếu mà không phát hiện kịp thời thì nó ăn vô cái thân cây, cái là coi như là cái cây này bỏ đi. Thì cái cây này mình thấy nó mình xả tàn một lần rồi đó, bây giờ nó đang đâm tược lên, nó đâm tược rất đẹp luôn, nó ra nhiều nhánh nữa đó các bạn, thấy nó thúi hết hai nhánh rễ của nó. Đó, bây giờ thì mình mới cắt hết, mình bỏ đi đó các bạn. Đó, các bạn thấy là mình phải cắt lẹm nó vô trong cái thân nó luôn đó các bạn ạ. Thì nó cũng chưa hết hẳn nữa. Mình thấy nó vẫn còn ít đó các bạn, còn ít, nó vẫn còn thúi một ít nó dính ở trên cái thân cây. Nhưng mà mình cắt nó sâu quá rồi. Đó, mình cắt hết coi như hết 1/3 cái cây luôn các bạn, mình cắt bứt cái chỗ rễ nó luôn rồi đó. Thử ra giờ cỡ đó là không thể nào cắt được nữa. Đó, các bạn thấy nó làm vô hết, nó hình như là gần một nửa cây đó các bạn. Thì bây giờ mình trồng lại, mình sẽ sửa sửa dáng lại cho nó các bạn, thay vì nó là đế nôm nhưng mà bây giờ mình không có cho nó là cho nó dáng trực nữa, giờ mình cho nó nằm như cái dáng dáng bay các bạn ạ. Thì mình cũng bôi cái vôi nông nghiệp vô đó, mình bôi cái vôi nông nghiệp vô, mình sát khuẩn cho nó, mình không có nhổ lên các bạn ạ. Mình không có nhổ lên xử lý, không rũ hết đất nhổ lên nhé, mình để nguyên bầu đất luôn, mình để vậy mình xử lý luôn đó các bạn. Rồi các bạn, thì mình để nó được 10 ngày đó các bạn. 10 ngày sau thì nó khô hết rồi, một tuần sau, đúng hình như một tuần là nó khô hết rồi các bạn. Đó, cái chỗ vết cắt của mình nó mình cho nó nằm trên mặt đất nhá. Tại vì mình không có sang chậu luôn, mình không có bỏ đúng cái chất chồng, mình để cho nó nằm nổi trên mặt đất đó, mình bôi cái bôi nông nghiệp vô. Thì hôm nay nó khô rồi. Đó, mình cảm nhận nó khô rồi, bắt đầu giờ là mình mới sang chậu cho nó nè các bạn, mình sửa dáng cho nó luôn. Đó, mình sửa cái dáng cho nó dáng bay nha các bạn nhé. Đó, mình đưa nó qua cái chậu khác, mình cho nó nằm sửa lại cái thế khác, thay vì cái lúc trước nó còn 5 rễ thì mình để rễ nôm. Thì bây giờ mình sửa cái dáng này cho nó nằm nghiêng cái chỗ thúi xuống á. Lúc mà nó khô rồi á, thì mình sẽ lấp đất vô đó để cho nó ra rễ nha các bạn. Đó, cái dáng bây giờ nó nằm cái dáng nằm rồi. Thì cái tàn của nó nghiêng qua một bên rồi đó các bạn. Đó, sau khi mình trồng nó nằm như vậy rồi, mình mới quấn cái kém. Mình quấn cái kém nhôm, mình bẻ cái đầu nó ngược vô lại các bạn. Thay vì cái đầu nó đâm thẳng, nó bạt đi. Nhưng mà mình cho nó giật ngược lại nha các bạn nhé. Đó, mình cắm cái kém vô, mình quấn lại cho nó rồi. Thì bây giờ là mình trồng như vậy là bắt buộc phải đôn một cái miếng chậu vô các bạn, để mình lắp chất chồng để cho mình nuôi cái chỗ mà nó bị thối đó các bạn. Đó, phải quay cái này lại nha các bạn, rồi lúc mình lắp đất vô cho nó và mình lắp vô cái chỗ thối luôn, này sau này nó sẽ ra rễ ở chỗ đó.
Đó thì mình cũng lấp cái chỗ mà nó bị thối các bạn, mình vẫn lấp vô nhưng mà mình lấp cái chất chồng nó khô rồi mình không tưới luôn nữa các bạn, để khoảng một tuần sau bắt đầu mình mới tưới. Chứ tại vì cái vết cắt đó mình cũng nghi ngờ lắm cho nên là mình cũng không có dám tưới liền các bạn. Các bạn thấy cái chất chồng nó khô không? Đó, mình lấp hết lên rồi một tuần sau bắt đầu mình mới tưới nước, mới tưới kích thuốc kích rễ vô đó đó các bạn. Đó, mình xử lý một cái cây bị thối cũ rồi mình trồng lại, mình sửa dáng lại cho nó luôn rồi các bạn ạ. Đây các bạn. Vậy là cuối cùng là mình đã tưới vô xong xuôi, mình làm sửa rễ, mình xử lý nó rồi mình sửa dáng lại cho nó xong rồi mình tưới vô, là một thời gian sau nào các bạn coi là bây giờ nó ra hoa nha các bạn nhé. Đó, nó sống rồi. Thì một cái cây là nó bị thối mình đã xử lý nó xong rồi, bây giờ là ổn rồi nha các bạn. Thì bây giờ cứ vậy là vô phân thuốc cho nó thôi rồi trồng nó bình thường như bao nhiêu cây khác đó. Bây giờ hôm nay nó ra hoa rồi nè các bạn, thì hoa nó là một cánh hoa cánh đơn các bạn ạ. Thì cây này cây sổ số hôm nay nó ra thì nó ra cánh đơn mà nó bông của nó cũng sọc sọc cũng đẹp lắm các bạn ạ. Đó thì các bạn thấy là sau một thời gian ngắn thì nó không bị hư nữa nha các bạn nhé. Đó, hoa của nó đây. Thế nào các bạn, thì hôm nay nó đã ra được một chùm bông như vậy rồi. Đó, các bạn thấy bông của nó một cánh đơn cũng đẹp lắm nha các bạn. Nó ra cả chùm luôn rồi các bạn ạ. Đó, mà hôm nay là cây nó phát triển khỏe lắm rồi. Thì sau 4 tháng hơn 4 tháng á các bạn, mình xử lý cho nó thì mình cũng đã sang chậu cho nó một lần rồi. Đó các bạn thấy không, nay nó phát triển rất khỏe luôn, mà mình cũng đã đưa nó lên rồi nè các bạn. Thì cái rễ bên này nó có chia ra làm hai, đó đây nó cũng giống như một cái đuôi nữa nè các bạn, nó đang nằm như các bạn, y như con gì đang bơi á. Thì hôm nay mình cũng truy cập lại tại mình thấy hôm nay nó ra bông, nó phát triển khỏe quá. Nó từ một cái cây sứ mà nó sẽ nó sắp bị thối các bạn, nó bị thối rễ à, mình đã phát hiện được, mình xử lý cho nó thì hôm nay nó phát triển khỏe rồi. Thì mình cũng thấy nó ra bông đẹp, mình cũng truy cập lại cho các bạn xem, rồi ngày hôm nay mình cũng thử xem coi bộ rễ của nó mọc tới đâu rồi nha các bạn nhé. Thì vừa rồi mình cũng đã sang chậu cho nó rồi, rễ cám của nó ăn ra tới đây nè các bạn, cây này cũng đang phát triển khỏe rồi. Đó, rễ của nó ăn ra tới ngoài này. Thì hôm nọ mình trồng nó vô cái chậu nhỏ, hôm nay là mình đã thay ra cái chậu C9 lớn rồi. Thì hôm nay thử coi cái bộ rễ nó làm sao rồi nha các bạn. Đó thì từ cái cây mà nó bị thối cũ mà mình xử lý, nó sửa dáng lại cho nó thì hôm nay nó ra cái dáng cũng đẹp nha các bạn. Đó mình coi cái chỗ này của nó rễ nè. Thì rễ nó đang ra các bạn nè. À, cái chỗ mà bị thối này nó đang ra rễ nhiều lắm. Nó rễ nó nằm một đống ở đây nè. Nhưng mà rễ nó chưa có lớn được đâu các bạn ạ. Cái này mà nếu mà muốn cho nó đẹp có một thời gian sau. Đó, cho rễ cái nào mà mình nhổ nó lên thì mình coi cái rễ nào mà lớn á, thì mình chừa nó lại. Còn cái nào nhỏ không cần thiết thì mình bỏ nó đi. Thì lúc đó phải nhổ nó lên xử lý nó nha các bạn. Thì đó mình coi rễ nó đẹp làm sao thì mình sắp xếp nó lại nha các bạn. Còn bây giờ hôm nay là mình chỉ mới có 4 tháng à, thì rễ này nó mới ra thôi, nó cũng chưa có được lớn lắm đâu. Đó cho nên là mình cũng thấy nó ra bông đẹp, mà mình cũng truy cập lại với cho các bạn tham khảo là cái cây sứ của mình lúc trước nó bị thối, cái sứ hạt mình nó bị thối mà hôm nay nó phát triển khỏe rồi. Bông của nó ra cả chùm đẹp lắm các bạn ạ. À, bên trong này nó vẫn còn nụ nè. Ôi nụ quá chừng trong này luôn, nụ vẫn còn nhiều lắm. Cây này nó ra rất là sai hoa các bạn ạ. À, thì vừa rồi nó cũng có ra hoa ở đây rồi nè. Lúc trước nó cũng có ra hoa rồi nhưng mà mình cũng không có quay. Đây nè, ở đây cũng ra hoa rồi nè. Vừa rồi nói chung ra nó ra cái hoa cánh đơn mình thấy cũng chán cho nên mình cũng chẳng muốn quay tới nó. Mà thôi kệ nó, hôm nay cũng quay lại chia sẻ lên cho các bạn xem mà các bạn tham khảo thôi.
Đó, các bạn thấy không? Từ một cây sứ của mình mà nó sắp bị hư, bị thối mà mình đã sửa lại, sửa dáng lại cho nó. Cây này nếu mà muốn đẹp nữa thì ít bữa nữa họ xả tàn đi các bạn ạ. À, tại vì hai cái nhánh này nè, nó cũng hai cái nhánh này nó cũng đưa ra, nó không được đẹp, cho nên là mình quấn kém mình cho nó ngay lên nè. Thì mình cũng định là để một thời gian nữa, này cái nhánh này nó cũng lớn rồi nè các bạn, xả được rồi, thì mình sẽ để một thời gian cho cái bứt cái lá đi để cho nó cái nhánh nó già nha các bạn nhé. Nó già nhánh đi rồi mình sẽ xả ở đây, để đồng thời cũng đợi mấy cái nhánh nhỏ chung quanh nè nó lớn lên chút nữa rồi mình xả luôn, thì sau này cây nó sẽ có bộ tàn đẹp luôn. Đó, bông nó thơm lắm các bạn, là mình ngồi xa vậy mà cái bông bông nó rất thơm luôn. Cây này nói chung là cánh đơn nhưng mà hoa nó cũng đẹp, cái dáng cũng đẹp nha các bạn nhé. Tuy là thúi nhưng mà cuối cùng mình sửa lại cái dáng của nó cho nó cũng đẹp rồi. Bộ rễ nó nhìn cũng không có biết là nó sau này nhìn không biết chỗ này bị thúi đâu các bạn. Nếu mà rễ nó ra xong xuôi mình sửa lại một lần hai lần là nó sẽ biết cái chỗ này luôn, nó biết cái chỗ mình cắt rễ đi thì nó sẽ lấp hết lần nữa đây. Sau này là không có thấy được cái chỗ mà nó bị thúi đâu nha các bạn. Đó, rễ nó của nó đang nức nức phát triển. Cây này thì đang phát triển khỏe. Rồi, mình cũng quay lại truy cập lại cái cây này để cho các bạn xem tham khảo nha các bạn nhé. Rồi, các bạn đang xem video của mình, thấy video mình hữu ích thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn nhé. Rồi, mình xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn. Đó, các bạn thấy ngày hôm nay nó ra đẹp chưa? Bông nó chùm luôn, trong này còn nụ nữa.